Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta vốn có truyền thống hướng về cội nguồn. Vậy nên, cái việc thắp hương vào cái ngày rằm mùng 1 hàng tháng là cái nét đẹp văn hóa đã được duy trì từ ngàn đời xưa cho đến tận ngày nay. Và trên bàn thờ gia tiên, vào ngày rằm ngày mùng 1, thì bên cạnh cái mâm cao cỗ đầy sơn hào hải vị thì có một cái vật mà không thể thiếu, đó chính là gì, hoa quả cũng như là các lễ vật đó. Và cái việc lựa chọn cái hoa quả để thắp hương vào ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây, thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý, bởi vì có 6 loại quả được cho là đại kỵ, đấy, càng cúng thì càng mang tội, thần linh thì trách phạt, hao tài tán lộc. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 loại quả đại kỵ cần tránh khi mà thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để không phạm phải những điều đại kỵ này. Quý vị thân mến, theo quan niệm tâm linh chuyển từ đời này sang đời khác, thì ngày rằm ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, ngày khởi đầu của cái tháng cô hồn, đấy, cũng là cái ngày mà tổ tiên cũng như là các vị thần linh về ngự giá thăm con cháu ở chốn trần gian. Để bày tỏ tấm lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong các vị thần linh phù hộ cho gia đạo luôn được may mắn bình an, thoát khỏi cái tháng cô hồn, đấy, và cầu được cái tài lộc như ý, thì gia chủ nên lựa chọn một vài loại hoa quả phù hợp để dâng cúng lên bề trên. Hoa quả cúng được coi là cái kết tinh của những cái điều tốt đẹp linh thiêng, là trái ngọt mà đời sau được hưởng, muốn gửi gắm cho đời trước để thể hiện cái lòng thành kính biết ơn. Bởi vậy mà dân gian có câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có nhiều gia chủ nghĩ rằng khi thắp hương quan trọng nhất là ở cái tấm lòng thành tâm, còn theo điều kiện gia đình mà mình thờ cúng quả gì cũng được. Thậm chí nhiều người còn chọn cái loại hoa quả để thắp hương theo cái sở thích, tức là mình thích ăn cái gì thì cúng cái thức ăn đó. Đấy. Tuy nhiên cái quan niệm này thì cũng hoàn toàn là sai lầm. Đấy. Không phải bất cứ cái loại trái cây nào cũng phù hợp với cái văn hóa thờ cúng tổ tiên. Có những loại quả phải tuyệt đối cấm kỵ, không được đem ra thắp hương vào cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tới đây. Nhiều gia đình thì vẫn khá là chủ quan trong cái vấn đề này, dẫn đến là việc lựa chọn sai cái hoa quả dâng cúng đặt lên trên ban thờ, cũng chính xác là xúc phạm đến thần linh và gia tiên, phát sinh ra nhiều cái vấn đề rắc rối, khiến cho hao tài tán lộc, vận hạn tai ương nó cũng ùn ùn kéo đến. Vậy thì đâu là những cái loại quả cần tuyệt đối tránh khi mà thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây? Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị để quý vị không phạm phải những cái sai lầm này quý vị nhé. Thưa quý vị, cái loại quả cấm kỵ thứ nhất đó là dùng quả giả để mà thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Quý vị có biết rằng thắp hương bằng cái hoa quả giả ấy, chính là một cái sự xúc phạm lớn nhất đối với thần linh hay không? Thưa quý vị, nhiều gia đình vì bận rộn công việc hay là không có điều kiện kinh tế thường mua một mâm ngũ quả giả để mà thắp hương để được nhiều lần và tiết kiệm cái chi phí. Và vì rằng chắc là các cụ ăn hương ăn hoa nên là cứ bày hoa quả giả miễn sao đẹp mắt là được. Tuy nhiên cái việc làm này nó thể hiện cái sự vô tâm và không có lòng thành kính, chẳng khác nào là lừa dối coi thường những người đã khuất. Khi mà con cháu không thành tâm thì chắc chắn không thể nào nhận được cái sự phù hộ của tổ tiên. Nếu như mà gia đình không có điều kiện để mà thắp hương hoa quả ấy, thì quý vị cũng gì cần phải chọn một loại quả duy nhất cũng được. Đấy. Nhưng mà phải là cây quả thật. Đấy. Dù là vô tình hay là cố ý thắp hương bằng hoa quả giả vào ngày rằm ngày mùng 1 thì cũng là một cái tội, một cái sự xúc phạm đến thần linh và khiến cho thần linh tức giận trừng phạt cả gia đình. Đó là loại quả kiêng kỵ đầu tiên. Tiếp theo quả loại quả kiêng kỵ thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch và đặc biệt là ngày rằm tháng 7 âm lịch nữa thì tuyệt đối không được thắp hương các loại quả có gai nhọn. Quý vị vẫn biết đấy, các loại quả có gai nhọn như là mít hay là sầu riêng đều có cái hương vị rất là thơm ngon và hấp dẫn, được nhiều người vô cùng là yêu thích. Tuy nhiên xin cảnh báo với quý vị rằng đấy, tất cả những vật gì mà có hình thù sắc nhọn như dao kéo đinh gai
thì đều mang nhiều cái âm khí lẫn cái sát khí. Nếu mà đem loại quả này đặt lên trên ban thờ thì chẳng khác nào mang cái chướng khí đặt lên trước các vị gia tiên và các vị thần linh. Một nơi linh thiêng như vậy thì cần phải tuyệt đối tránh cái điều này. Thắp hương bằng một loại hoa quả chi chít gai nhọn thì cái sự bình an, sức khỏe của gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên dù thích đến mấy đi chăng nữa thì quý vị cũng chỉ nên dùng để ăn chứ tuyệt đối không được thắp hương quý vị nhé. Cái loại quả thứ ba mà quý vị cũng cấm kỵ đó chính là những loại quả có mùi thơm nồng nặc hoặc là đã chín nẫu, hỏng, sắp hỏng. Xin thưa với quý vị rằng bàn thờ là cái không gian thờ cúng trang trọng. Khi thắp hương, gia chủ cũng cần phải tránh chọn những loại quả có mùi thơm quá là nồng nặc như là sầu riêng hay là mít. Nó sẽ làm giảm đi cái sự thành kính của gia chủ đối với tổ tiên. Bên cạnh đó, những loại quả đã chín nẫu thì cũng cần phải tránh, bởi đặt quả này lên trên bàn thờ sẽ nhanh hỏng, thu hút cái ruồi, muỗi, sâu, bọ nó lui tới, làm ô uế cái không gian thờ cúng, đánh mất đi cái sự trang nghiêm cần thiết, đấy, khiến cho thần linh ngao ngán quay đi. Cấm kỵ thứ tư là không thắp hương những loại quả mọc sát ở dưới mặt đất. Thưa quý vị, nói chung ấy, quý vị biết ấy, cái không gian thờ cúng thì nó phải được đặt ở những cái vị trí trang trọng linh thiêng ở trong nhà, và nó thể hiện được cái sự tôn nghiêm đấy, và nó cũng sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng nó trở nên linh thiêng hơn. Vậy nên là chúng ta tuyệt đối không nên thắp hương vào ngày mùng 1 tháng 7 cũng như là ngày rằm tháng 7 tới đây bằng những loại hoa quả mọc sát ngay dưới đất, hay là thậm chí là những loại hoa quả mọc dưới lòng đất. Chắc chắn là gia chủ cũng không muốn đặt lên cái thứ hoa quả vẫn còn vương vãi cái bùn đất lên trên ban thờ, đúng không ạ? Có thể kể đến các loại quả như nhà họ nhà cà chua, me, thanh trà, bí đao là những loại quả không nên lựa chọn để mà thắp hương. Tốt nhất là quý vị nên chọn những loại hoa quả mọc trên cây cao như là cam, xoài, đu đủ, táo thì sẽ đảm bảo được cái sự thanh cao và thể hiện được cái tấm lòng thành kính với tổ tiên. Loại quả cấm kỵ thứ 5 đó là những loại trái cây méo mó thì cũng cấm kỵ đem thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 7 và cái ngày rằm tháng 7 quý vị nhé. Thì đây là một cái sai lầm cũng khá là phổ biến mà rất nhiều người đang mắc phải mà không hề hay biết. Liệu quý vị có mắc phải những cái sai lầm này hay không? Không phải bỗng nhiên mà nhiều người lại ưu tiên chọn những loại quả đẹp mắt để mà thắp hương, bởi họ nhận thức được rằng cái việc dâng cúng lên tổ tiên một loại trái cây méo mó thì chẳng khác nào là một cái sự xúc phạm thần linh, đặc biệt là những loại quả lại bị dập nát một bên một góc, bị gãy cuống, đứt cuống, hay là bị méo đầu, sứt sẹo, bị muỗi đốt, bị ong chêm vân vân thì lại càng tránh xa, bởi chúng sẽ đem lại những cái nguồn năng lượng xấu, làm ảnh hưởng đến cái vận may cũng như là cái phước khí của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất là quý vị nên chọn những loại quả tròn trịa, đều và đẹp để mà thắp hương, vì chúng mang lại cái nguồn năng lượng tốt, tượng trưng cho cái sự tốt lành, suôn sẻ, sung túc và đủ đầy quý vị nhé. Và loại quả kiêng kỵ thứ 6 ấy, đó là không thắp hương các loại quả cay, đắng, chua, chát. Các bạn nghĩ rằng cái việc dâng lên ban thờ ngày mùng 1 tháng 7 cũng như là ngày rằm tháng 7 sắp tới đây ấy, các loại hoa quả có vị chua, chát, mặn, đắng thì có phải là tự chuốc lấy cái xui xẻo vào thân hay không? Chúng ta thờ phụng tổ tiên hương thơm trái ngọt là để bày tỏ cái tấm lòng thành kính, biết ơn với những người đã khuất, cảm ơn họ vì đã mang lại cho con cháu ngày hôm nay một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Đồng thời cũng là cái lời cầu mong thần linh phù hộ để công việc làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi. Còn những trái cây như là ớt, me, nhót, khổ qua là những loại trái cây có vị rất là chua, chát, cay, đắng. Bản thân con người ăn còn phải suýt xoa thì có lý do gì mà để cúng thần linh, đúng không quý vị? Quý vị hãy ghi nhớ những điều đó để không tự rước lấy họa vào thân. Đấy. Thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đã biết được 6 loại quả kiêng kỵ không được thắp hương trong cái ngày mùng 1 cũng như là cái ngày rằm tháng 7 sắp tới đây ấy, thì nhiều người không khỏi băn khoăn, vậy thì thắp hương trái cây gì là phù hợp để vừa bày tỏ được cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên, lại vừa gửi lời cầu chúc cho gia đạo luôn được vẹn tròn và hạnh phúc. Và ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 loại quả phù hợp để mà thắp hương
trong cái ngày mùng 1 tháng 7 cũng như là ngày rằm tháng 7 cô hồn sắp tới đây. Thứ nhất là quả táo. Thưa quý vị, quả táo trong phong thủy tượng trưng cho cái sự yên bình và hòa hợp. Loại quả này cũng được rất ưa chuộng vì cái màu đỏ của nó mang cái ý nghĩa tốt lành, phát tài, phát lộc và may mắn. Bày cái loại trái cây này lên trên bàn thờ vừa đẹp lại vừa có hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, rất phù hợp cho cái ngày rằm để mà cầu mong một cái tháng bình an. Đó. Có loại quả thứ hai đó chính là quả bưởi. Thưa quý vị, trong tiếng Hán thì từ bưởi phát âm giống như từ con trai. Do vậy, mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Hơn nữa, trái bưởi, trái bòng có hình dáng tròn, đẹp mắt, phù hợp để bày biện trên bàn thờ và cũng tỏa mùi hương thơm và ngao ngát cho cái không gian thờ cúng nó được linh thiêng hơn. Thứ ba là quả dứa. Thưa quý vị, trái dứa trong tiếng Hán phát âm như từ may mắn đến theo cách của bạn. Vì thế, dứa đã trở thành một trong những cái biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà thì đây cũng là một loại trái cây cần thiết, cần phải chuẩn bị trước. Đó. Và quả thứ tư đó chính là quả cam. Thưa quý vị, quả cam là một loại trái cây phổ biến, thường được đặt trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài ông địa. Theo phong thủy thì cái màu sắc và cái hương thơm của trái cam nó tượng trưng cho cái sự tươi mát. Đặt trên bàn thờ thì cũng được nhiều người tin rằng đây là loại trái cây mà nó có cái múi cũng sẽ xua đuổi được những xui xẻo và mang lại được cái may mắn. Hơn nữa cái quá trình chuyển màu từ xanh sang màu vàng cam ấy, nó cũng là một cái sự chuyển vận giàu sang. Vậy nên người ta sẽ dùng quả cam để người ta thắp hương quý vị nhé. Và quả thứ năm đó chính là trái đào. Thưa quý vị, cũng giống như trái cam thì đào cũng là một trong những cái loại trái cây phong thủy phổ biến nên được đặt trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài ông địa vào trong cái ngày mùng 1 cũng như là ngày rằm tháng 7 âm lịch sắp tới đây. Quan niệm phong thủy tin rằng quả đào là biểu tượng cho sự bất tử, liên quan đến cái sự giàu có và sức khỏe cũng như là tuổi thọ. Đó chính là những loại hoa quả tốt lành nên thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới đây quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại hoa quả nên thắp hương trong cái ngày mùng 1 cũng như là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đấy. Thì trước khi thắp hương trên bàn thờ, quý vị cũng cần phải lau dọn bàn thờ sạch sẽ và để có một cái không gian thờ cúng sạch sẽ trang nghiêm, quý vị hãy sử dụng cái chai nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương nhé. Thì mỗi một chai nước được tặng kèm một cái khăn sạch để quý vị lau dọn bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ. Cái khăn lau bàn thờ thì quý vị cũng không nên dùng các loại khăn lau chung với lại cái bát đĩa ấm chén hay lau bàn ghế, tại vì nó thể hiện cái sự bất kính, không được linh thiêng. Đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương. Đấy, giúp lau dọn bàn thờ được sạch sẽ thơm tho, giúp các cụ về ngự được lâu hơn, cầu gì được nấy quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại hoa quả kiêng kỵ tuyệt đối không nên thắp hương và những loại hoa quả tốt lành nên thắp hương trong ngày mùng 1 cũng như là ngày rằm tháng 7 âm lịch sắp tới đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.